Dịch COVID-19 đã tác động ảnh hưởng đến các hoạt động xuất nhập khẩu, lưu thông, vận chuyển hàng hóa, hành khách, nhiều lĩnh vực dịch vụ y tế, giáo dục, dịch vụ ăn uống, lưu trú, giải trí, nhất là hoạt động du lịch. Nhiều doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, phải thu hẹp hoặc tạm dừng hoạt động kinh doanh. Doanh nghiệp đón khách quốc tế là phần lớn. Chính vì cửa khẩu quốc tế không mở cho nên là cũng không có khách để hoạt động. Trong quá trình mà gặp phải những khó khăn như thế thì doanh nghiệp cũng phải cân đối từ cái khoản thu không có cho nên cái khoản đầu chi ra là cũng có ảnh hưởng tới rất lớn tới doanh nghiệp, như lao động là cũng bị cắt giảm. Rồi là các khoản chính sách về nhà nước hỗ trợ thì các ban ngành thì cũng tạo điều kiện cho doanh nghiệp rất là nhiều về những chính sách của thuế, ví dụ chẳng hạn như được gia hạn nộp thuế, giãn thời gian nộp thuế. Với những nỗ lực vừa phòng chống dịch bệnh, vừa đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, ngành thuế Lào Cai đã tập trung triển khai hàng loạt các chính sách hỗ trợ người nộp thuế chịu tác động của dịch COVID-19. Toàn tỉnh đã có 440 doanh nghiệp lập và gửi giấy đề nghị gia hạn cho cơ quan thuế với tổng số tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn là trên 96 tỷ 305 triệu đồng. Với những nỗ lực trong triển khai đồng bộ các giải pháp thu ngân sách nhà nước, kết quả thu do Cục Thuế thực hiện 9 tháng năm 2020 đạt 3.515 tỷ đồng, đạt 61% dự toán Trung ương giao, 52% dự toán Ủy ban nhân dân tỉnh giao, bằng 83% so với cùng kỳ năm trước. Lắng nghe những cái ý kiến của người nộp thuế và còn vướng mắc, tháo gỡ kịp thời những khó khăn cho người nộp thuế để người nộp thuế ổn định và tiếp tục sản xuất kinh doanh, và đồng thời là cũng chia sẻ với các doanh nghiệp trong thời kỳ dịch COVID thì chúng tôi cũng đã làm các cái thủ tục gia hạn giãn nộp thuế cho các người nộp thuế theo quy định, mà khi mà người nộp thuế đã có văn bản gửi đến cơ quan thuế thì chúng tôi sẽ giải quyết một cách kịp thời. Ghi nhận biểu dương những nỗ lực của người nộp thuế, tại hội nghị đã có trên 80 tập thể và cá nhân được tặng giấy khen của Tổng cục Thuế và Cục Thuế tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện chính sách pháp luật thuế năm 2019. Với phương châm đồng hành cùng người nộp thuế, lãnh đạo Cục Thuế đã trực tiếp đối thoại, giải đáp 25 nhóm vấn đề liên quan đến chủ trương chính sách pháp luật thuế của doanh nghiệp. Lãnh đạo Cục Thuế khẳng định cam kết trong thời gian tới sẽ tiếp tục có những chính sách, giải pháp cải cách thủ tục hành chính thuế, hiện đại hóa quy trình, tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý, phục vụ người nộp thuế. Triển khai kịp thời những cái văn bản, những cái chính sách thuế mới đến người nộp thuế để cho người nộp thuế nắm được và tổ chức thực hiện. Mặt khác thì chúng tôi cũng cùng với người nộp thuế là tháo gỡ khó khăn, ví dụ như là chia sẻ cùng với các người nộp thuế liên quan đến những vướng mắc của các doanh nghiệp hoặc những cái kiến nghị đề xuất của doanh nghiệp thì chúng tôi cũng đều giải quyết kịp thời. Cũng tại hội nghị, Công đoàn Cục Thuế Lào Cai đã phát động tới toàn thể cộng đồng doanh nghiệp, các hộ sản xuất kinh doanh cùng chung tay ủng hộ đồng bào lũ lụt ở miền Trung.